bất ngờ về siêu trộm, trộm được gần 20 tỷ đồng từ các tiệm vàng. Tên trộm hoạt động hết sức tinh vi và bài bản, chỉ chuyên trộm cắp các tiệm vàng. Trước khi đột nhập vào trộm cắp, hắn luôn đến các mục tiêu để quan sát, nghiên cứu, nắm bắt tình hình. Siêu trộm này đã thực hiện nhiều vụ trộm vàng, giá trị hàng chục tỷ đồng. Sau hơn 30 giờ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Công an quận 12 và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ được Phạm Văn Nu, nghi phạm gây ra vụ trộm tiệm vàng ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh ngay trước ngày vía thần tài, mùng 10 âm lịch. Lấy lời khai của đối tượng, các trinh sát đội 4 Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh không khỏi ngạc nhiên về nhân thân và nguyên nhân dẫn tới hành vi của kẻ gây ra vụ trộm rúng động. Phạm Văn Nu, sinh năm 1986, thường trú ở ấp Cà Găng, Bình Phú, Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp. Có vợ con hiện đang sinh sống ở quê. Tuy vậy, lâu nay Nu lại sống chung như vợ chồng với nhân tình ở phòng trọ tại phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Ở Bình Dương, đối tượng này lại chọn nghề trộm cắp tiệm vàng làm công việc chính. Sau khi thông tin về tiệm vàng Kim Thịnh ở phường Thạnh Lộc, quận 12 bị phát hiện, mất trộm một số lượng vàng lớn, tổng giá trị khoảng 4,5 tỷ đồng vào sáng sớm ngày 29 tháng 1 năm 2023. Công an các đơn vị đã nhanh chóng vào cuộc điều tra truy xét. Cơ quan điều tra ghi nhận, đối tượng gây án là nam thanh niên ngoài 30 tuổi, vóc dáng cao, gầy, mặc áo khoác dài tay, đội nón kết màu đen, đeo khẩu trang, mang ba lô to màu đen. Đối tượng đã leo từ bên ngoài vào ban công lầu 1 của tiệm vàng, rồi dùng các dụng cụ mang theo, cậy cửa, đột nhập vào trong. Khi các thành viên trong gia đình chủ tiệm vàng vào các phòng riêng ngủ nghỉ. Quá trình điều tra, tổ trinh sát của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện một thông tin quan trọng. Sau khi tiệm vàng bị mất trộm, có một đối tượng nghi vấn có nhân dạng rất giống với đối tượng camera ghi lại, đã thuê xe ôm chở đi một đoạn, hướng cầu Phú Long ra quốc lộ 13 đến tỉnh Bình Dương. Đại tá Mai Hoàng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương và Công an quận 12 áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm và bắt giữ cho bằng được đối tượng này. Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 30 tháng 1 năm 2023, Công an hai địa phương đã phát hiện và bắt giữ Nu khi đối tượng đang lẩn trốn tại căn nhà trọ, địa chỉ số 01/23, đường D1, khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, Bình Dương. Khám xét, Công an đã thu hồi được gần như tất cả số lượng vàng tang vật vụ trộm được Nu cất giấu trong ba lô, để trong tủ quần áo trên lầu 1. Cô bạn gái sống cùng nhà trọ với Nu cũng không hề hay biết. Nu khai, trước khi gây ra vụ trộm, đối tượng đã nhiều lần đến tiệm vàng để quan sát, điều nghiên, nắm bắt quy luật sinh hoạt của tất cả nhân viên và thành viên trong gia đình chủ tiệm vàng, cũng như đặc điểm, kết cấu, những lối ra vào ở các tầng của ngôi nhà. Trong một lần đến tiệm vàng Kim Thịnh Thạnh Lộc để bán vàng cách đây khoảng 2 tháng, Nu đã quan sát kỹ càng trong ngoài và tất cả mọi động tĩnh của tiệm vàng. Nu phát hiện tiệm không thuê nhân viên bảo vệ. Các thành viên trong gia đình chủ tiệm vàng sau giờ hoạt động kinh doanh thì đều lên nghỉ ngơi tại phòng riêng trên lầu trong căn nhà có 3 tầng lầu. Các tủ trưng bày vàng đều ở tầng trệt. Sau Tết Nguyên đán năm 2023, do cần tiền tiêu xài và cung phụng cho tình nhân, Nu quyết định ra tay. Ngày 15 tháng 1 tức 24 tháng Chạp, Nu còn hai lần đến tiệm vàng Kim Thịnh để quan sát, điều nghiên thêm. Tối 28 tháng 1 năm 2023, Nu đã đi mua các dụng cụ để cậy phá cửa, gồm kềm, cờ lê, tua vít, thang sắt xếp gọn và thực hiện vụ trộm súng động. Sau khi đã trộm được vàng, bỏ vào trong ba lô theo lối cũ thoát ra ngoài. Nu đi bộ ra ngã tư ga rồi bắt xe ôm để về lại nhà trọ ở Bình Dương. Nhằm trốn tránh sự truy tìm của công an, Nu đã yêu cầu tài xế xe ôm chỉ chờ một đoạn ngắn, rồi đi bộ đến khu vực khác, thuê xe ôm khác đi tiếp. Sau nhiều lần như vậy, Nu về đến gần nhà trọ, âm thầm mang ba lô đựng đầy vàng vào phòng để cất giấu mà không ai hay biết. Theo bà chủ tiệm vàng, hôm đó bà không đem vàng đi cất giữ mà vẫn để ở tủ trưng bày và không khóa tủ. Vụ trộm không gây bất cứ âm thanh nào đáng chú ý, khiến gia chủ không phát hiện kịp thời. Đấu tranh mở rộng, Nu khai nhận vào khoảng tháng 11 năm 2021, Nu còn gây ra một vụ trộm vàng ước tính trị giá khoảng 2 tỷ đồng khác tại tiệm vàng Kim Hưng, phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương. Số vàng này được Nu chia nhỏ ra, mang đi bán tại các tiệm vàng ở khu vực thị xã Tân Uyên và Tân Phước Khánh, Bình Dương,
nhưng chỉ bán được tổng cộng 780 triệu đồng. Ngày 17 tháng 2 năm 2023, Thiếu tá Nguyễn Thành Hưng, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã mở rộng điều tra vụ trộm cắp tại một tiệm vàng ở quận 12 và đến nay đã làm rõ nhiều tình tiết thông tin mới. Đặc biệt, đối tượng gây án khai nhận đã gây ra tất cả tới 5 vụ trộm cắp tài sản với tổng trị giá tài sản gần 20 tỷ đồng. Quá trình đấu tranh mở rộng chuyên án, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh xác định trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2019 đến năm 2021, Nu đã gây ra 4 vụ trộm cắp, tổng tài sản trị giá hơn 10 tỷ đồng tại các cửa hàng kinh doanh vàng bạc tại tỉnh Bình Dương. Vụ thứ nhất vào khoảng tháng 10 năm 2019, Nu đi một mình, dùng áo thun mang theo sẵn để trùm đầu, sử dụng găng tay đột nhập qua cửa sổ lầu 1 vào tiệm vàng Hoàng An thuộc khu vực chợ Tân Phước Khánh, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Tại đây, Nu trộm cắp được gần 200 cây vàng 24K và 50 triệu đồng rồi tẩu thoát. Sau đó, Nu chia nhỏ và đi bán số vàng trộm cắp được cho các tiệm vàng ở khu vực Tân Uyên, Thuận An, Đồng Nai, khu công nghiệp Vĩnh Lộc, thành phố Hồ Chí Minh, được khoảng hơn 3 tỷ đồng. Với số tiền có được, Nu đã dùng mua một lô đất ở tỉnh Tây Ninh với giá 550 triệu đồng, đầu tư xưởng gỗ, mua xe ô tô để sử dụng và tiêu xài cá nhân. Tiếp đó, khoảng tháng 6 năm 2020, Nu đi một mình mang theo tua vít, búa, đục, kim bấm, đèn pin, đột nhập vào tiệm vàng Kim Long thuộc khu phố chợ phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương để trộm tài sản. Nu leo bên hông tiệm vàng để lên sân thượng, rồi đi thang sắt xuống tầng 1 của tiệm vàng và đi xuống tầng trệt là khu vực để vàng, thì phát hiện có 3 cửa cuốn. Nhắm không thể mở được cửa vào trộm vàng, nên Nu đi ra ngoài và leo xuống bỏ đi. Cũng vào tháng 6 năm 2020, với phương thức thủ đoạn tương tự, Nu leo lên sân thượng của tiệm vàng Kim Châu 2 thuộc khu phố chợ, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, dùng kim cắt thanh sắt cửa trên sân thượng để đi vào trong nhà, thì phát hiện một cửa gỗ. Tiếp tục dùng tua vít cậy cửa để đi vào rồi xuống tầng trệt. Chưa tới tầng trệt thì bị chuông báo động nên Nu bỏ chạy tẩu thoát, không trộm được tài sản. Đến khoảng tháng 12 năm 2021, Nu lại đột nhập vào tiệm vàng Kim Hưng 2 thuộc phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Nu khai đã trèo lên cây để leo lên mái nhà và đi qua ban công lầu 1, sau đó dùng tua vít và búa cậy cửa đột nhập vào bên trong. Tại đây, Nu đã trộm vòng, lắc vàng 24K cho vào túi ni lông, cất vào trong ba lô rồi tẩu thoát. Sau đó, Nu bán số vàng trộm cắp được cho nhiều tiệm vàng ở khu vực phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, được 800 triệu đồng, dùng tiêu xài cá nhân. Theo Thiếu tá Nguyễn Thành Hưng, quá trình điều tra khám phá vụ án, ban chuyên án đã trao đổi và phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Dương củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý hành vi trộm cắp tài sản của Phạm Văn Nu, đồng thời tiếp tục rà soát các vụ án trộm cắp tài sản chưa rõ thủ phạm xảy ra tại các cửa hàng vàng trên cả nước mà có thủ đoạn, đặc điểm đối tượng tương tự để phối hợp đấu tranh mở rộng. Đây là chiến công xuất sắc của Công an thành phố Hồ Chí Minh, kịp thời đấu tranh chuyên án và thu hồi tài sản có giá trị đặc biệt lớn cho người dân, bắt giữ đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp đã gây ra 5 vụ trộm cắp tài sản với tổng trị giá tài sản gần 20 tỷ đồng, mang lại niềm tin của quần chúng nhân dân đối với lực lượng công an nói chung và Công an thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Trên một số địa bàn gần đây, các vụ cướp ngân hàng, tiệm vàng diễn biến khá phức tạp. Đối tượng manh động, liều lĩnh, có vũ khí nguy hiểm, gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân. Trước thực trạng đó, để chủ động phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm này, cơ quan công an đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành rà soát tất cả các cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý, chi nhánh ngân hàng trên địa bàn. Tội phạm liên quan đến trộm cắp, cướp tài sản tại các cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý và các chi nhánh ngân hàng là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp và người dân. Do đó, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nêu cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và tự bảo vệ tài sản của mình. Về phía cơ quan chức năng cũng cần tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng, kiến thức cần thiết cho lực lượng bảo vệ và cán bộ, nhân viên các ngân hàng, chủ cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý để họ chủ động phòng ngừa, xử lý các tình huống khi có sự việc xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.